rất vui được gặp lại các em ở môn giáo dục công dân trong chương trình học qua truyền hình của đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Ở tiết trước, cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu nội dung quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. Hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Và trước khi đi vào nội dung bài mới thì chúng ta sẽ cùng ôn tập lại bài cũ. Ở tiết trước Cô đã hướng dẫn các em tìm hiểu quyền bầu cử, ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân. À, chúng ta đã được tìm hiểu khái niệm quyền bầu cử ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là những quyền dân chủ cơ bản trong lĩnh vực chính trị mà thông qua đó người dân thực thi hình thức dân chủ gián tiếp ở từng địa phương và trong phạm vi cả nước. Chúng ta đã tìm hiểu hai nội dung cơ bản của quyền bầu cử ứng cử vào các cơ quan đại biểu nhân dân. Thứ nhất là người có quyền bầu cử ứng cử Mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên thì có quyền bầu cử, từ đủ 21 tuổi trở lên thì có quyền ứng cử, không phân biệt trình độ văn hóa, không phân biệt dân tộc, giới tính, không phân biệt địa vị xã hội. Về những người không có quyền bầu cử, bao gồm: người đã bị tòa án tuyên án tử hình và đang trong thời gian chờ thi hành án, người đang thực hiện hình phạt tù giam, người bị mất năng lực hành vi dân sự và người bị tước quyền bầu cử theo quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật. Các em lưu ý là trường hợp những người đang bị tạm giam và những người tù treo vẫn có quyền bầu cử bởi vì xét về mặt pháp lý, những người đang bị tạm giam thì chưa có cơ sở để kết tội. Về cách thức thực hiện quyền bầu cử và ứng cử. Cách thức thực hiện quyền bầu cử công dân được thực hiện thông qua 4 nguyên tắc: nguyên tắc phổ thông, nguyên tắc bình đẳng, nguyên tắc trực tiếp và nguyên tắc bỏ phiếu kính. Nguyên tắc phổ thông có nghĩa là mọi công dân mang quốc tịch Việt Nam đủ điều kiện theo yêu cầu của pháp luật về độ tuổi, không thuộc những trường hợp không được bầu cử thì đều có quyền đi bầu cử. Nguyên tắc bình đẳng có nghĩa là mỗi cử tri sẽ được phát một phiếu bầu có giá trị ngang nhau. Nguyên tắc trực tiếp có nghĩa là mỗi cử tri phải tự mình đi bỏ phiếu, tự viết phiếu và tự bỏ phiếu vào hòm phiếu. Nguyên tắc bỏ phiếu kính có nghĩa là mỗi cử tri sẽ độc lập lựa chọn ứng cử viên và không công khai cho người khác biết lựa chọn của mình. Các em lưu ý là đối với những trường hợp mà ốm đau bệnh tật không thể tự mình bỏ phiếu được thì được nhờ người khác bỏ phiếu hộ. Chúng ta cũng đã tìm hiểu về ý nghĩa của quyền bầu cử ứng cử, đó chính là cơ sở pháp lý chính trị quan trọng để hình thành nên các cơ quan quyền lực của nhân dân. Đó cũng thể hiện cái bản chất dân chủ tiến bộ của nhà nước ta. À, pháp luật với tư cách là phương tiện để quản lý xã hội luôn được bắt nguồn từ thực tiễn đời sống, phản ánh những nhu cầu, lợi ích của các giai cấp trong xã hội. Ngày 1 tháng 1 năm 2020, luật phòng chống tác hại của rượu bia có hiệu lực. Trước đó ngày 1 tháng 1 năm 2019, luật an ninh mạng có hiệu lực và luật bảo hiểm mới xã hội năm 2020. Những luật này ra đời đã đáp ứng được phần lớn nguyện vọng của nhân dân, được toàn xã hội ghi nhận và tích cực thực hiện. Để có được những điều luật hoàn chỉnh ấy, không thể thiếu quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của người dân. Vậy, thế nào là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội cách thức để người dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội như thế nào thì chúng ta cũng sẽ tìm hiểu trong nội dung chính của tiết học hôm nay. Chúng ta sang tìm hiểu tiết 2. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân, chúng ta có thể hiểu đó là quyền của công dân tham gia thảo luận các công việc chung của đất nước trong tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội quyền kiến nghị với các cơ quan nhà nước về xây dựng bộ máy nhà nước và phát triển kinh tế xã hội. Quyền tham gia quản lý nhà nước xã hội công dân đã được Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 ghi nhận tại điều 28. Và nếu như quyền bầu cử ứng cử vào các cơ quan đại biểu của nhân dân là hình thức dân chủ gián tiếp thì quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội là hình thức dân chủ trực tiếp những hình ảnh mà các em đang nhìn thấy trên màn hình là biểu hiện phổ biến của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Hình ảnh biểu quyết ở tổ dân phố hay là hình ảnh chất vấn đại biểu quốc hội. Cô lấy ví dụ, hiện nay dịch cúm COVID-19 đang là sự quan tâm hàng đầu trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Vậy thì quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân được thể hiện ở chỗ Chúng ta có thể phát hiện, phê phán, tố cáo những hành vi sai phạm, à, ví dụ như trốn cách ly, khai báo không trung thực hay là nói không đúng trên mạng xã hội gây hoang mang dư luận. À, vậy thì học sinh có quyền tham gia vào quản lý nhà nước và xã hội không? À, đơn cử như là trong vấn đề phòng chống dịch Covid-19 thì học sinh các em có thể làm được những gì? để góp phần vào tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Các em có thể khai báo y tế theo yêu cầu, không tích trữ hàng hóa, không chia sẻ những thông tin thất thiệt hay không kỳ thị bệnh nhân COVID-19, dọn dẹp vệ sinh khu vực các em sinh sống hay là nhắn tin ủng hộ quỹ phòng chống dịch qua tổng đài 1407. Thì những việc làm cụ thể thiết thực như vậy, tức là các em đã góp phần vào tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Và từ những ví dụ mà Kem vừa chỉ ra, Kem thấy rằng việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội là quyền lợi và trách nhiệm của mỗi công dân. Vậy pháp luật có quy định về cách thức để công dân thực hiện quyền này như thế nào? Chúng ta sẽ sang mục B nhỏ đi tìm hiểu nội dung. Quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện rộng rãi, đều khắp trong cả nước và ở từng cơ sở. Trước hết, chúng ta sẽ tìm hiểu ở phạm vi cả nước Công dân được làm những gì? Công dân sẽ được thảo luận, góp ý xây dựng các văn bản luật quan trọng như là hiến pháp, luật đất đai, bộ luật hình sự, bộ luật dân sự hay bộ luật hôn nhân gia đình. À trước khi các văn bản luật, các điều luật có hiệu lực thì đều trải qua một thời gian gọi là dự thảo luật và trong thời gian dự thảo luật đó, tất cả mọi công dân đều có quyền góp ý, đều có quyền thảo luận để xây dựng những cái văn bản được hoàn chỉnh nhất thứ hai công dân có quyền phản ánh những vướng mắc bất cập của pháp luật như các em đã biết pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn và pháp luật thay đổi khi thực tiễn thay đổi cho nên có những điều luật đã từng rất phù hợp trong xã hội nhưng khi xã hội thay đổi thì những điều luật đó lại trở thành vướng mắc và bất cập thì những vướng mắc bất cập này người dân hoàn toàn có thể phản ánh với các cơ quan chức năng như là sở tư pháp bằng văn bản ví dụ như trước đây việt nam không thừa nhận giới tính thứ ba nhưng hiện nay Việt Nam và các nước trên thế giới thừa nhận giới tính thứ ba hay là những phạm nhân đồng tính thì được giam riêng. Nội dung thứ ba là công dân có quyền thảo luận, biểu quyết các vấn đề trọng đại khi nhà nước trưng cầu ý dân. Luật trưng cầu ý dân có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2016 và tính tới nay thì nhà nước chỉ mới tổ chức lấy ý kiến rộng rãi trong nhân dân về các sự thảo luật quan trọng và liên quan trực tiếp tới lợi ích cũng như quyền lợi, à, nghĩa vụ của đông đảo các tầng lớp nhân dân. Các em đang nhìn thấy trên màn hình là hình ảnh kết quả bỏ phiếu thông qua luật an ninh mạng, một biểu hiện của quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi cả nước. Ở phạm vi cơ sở, quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân được thực hiện theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm dân kiểm tra. Theo pháp lệnh dân chủ cơ sở, các công việc của xã phường thị trấn phải được chia làm bốn loại. Một là những việc phải thông báo để dân biết và thực hiện. Ví dụ như chủ trương, chính sách, pháp luật của nhà nước, những luật mới có hiệu lực, lịch tiêm chủng cho trẻ em hay hiện nay trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 với những chủ trương của chính phủ là đóng cửa các cơ sở kinh doanh không thiết yếu trong mùa dịch ví dụ như là karaoke dịch vụ massage, game, tiệm nét. thì những cái thông tin này chính quyền phải thông báo để người dân biết và thực hiện. Hai là những việc dân bàn và quyết định trực tiếp bằng biểu quyết công khai hoặc là bỏ phiếu kính tại các hội nghị toàn thể nhân dân, đại diện hộ gia đình. Ví dụ như chủ trương mức đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, cơ sở hạ tầng, việc xây dựng hương ước, quy ước. Thứ ba, những việc dân được thảo luận tham gia ý kiến trước khi chính quyền xã quyết định. Ví dụ như dự thảo quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương, à, kế hoạch sử dụng đất, các đề án định canh định cư, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng do xã quản lý. À, các em có thể lấy ví dụ bằng việc là bê tông hóa đường nông thôn. Thứ tư là những việc dân được giám sát và kiểm tra. Ví dụ đạo đức lối sống của cán bộ sự toán quyết toán ngân sách thu chi, các loại quỹ, các loại lệ phí ở địa phương, kết quả việc giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân ở địa phương. Đó là cơ sở pháp lý quan trọng để nhân dân tham gia vào hoạt động của bộ máy nhà nước và đồng thời nó cũng góp phần động viên và phát huy sức mạnh của toàn dân, toàn xã hội trong công cuộc phát triển đất nước. Để củng cố lại những nội dung chúng ta vừa học Cô mời các em cùng làm một số bài tập luyện tập sau. Câu 1. Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã là thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội ở phạm vi. A. Cả nước B. Lãnh thổ C. Cơ sở Và D. Quốc gia Trong bài các em vừa tìm hiểu, các em sẽ thấy có hai phạm vi, một là phạm vi cả nước và hai là phạm vi cơ sở. Công dân tham gia xây dựng hương ước làng xã nó thể hiện rất rõ tính địa phương, cho nên đáp án của câu hỏi này là đáp án C. Cơ sở. Câu 2. Công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây? A. Từ chối hoạt động tập thể. B tuyên truyền tư tưởng cực đoan. C, né tránh đấu tranh phê bình và D, giám sát nguồn quỹ phúc lợi. Theo cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra thì ở đây các em thấy việc giám sát nguồn quỹ phúc lợi nó nằm trong những quyền mà công dân cần được biết. Cho nên đáp án của câu hỏi này là đáp án D. Câu 3. Trong cuộc họp tổng kết của xã X, kế toán mờ từ chối công khai việc thu chi ngân sách nên bị người dân phản đối. Ông K yêu cầu được chất vấn trực tiếp kế toán nhưng bị chủ tịch xã ngăn cản. Chủ thể nào dưới đây đã vận dụng đúng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội? A. Chủ tịch xã và ông K. B. Người dân xã X và ông K. C chủ tịch và người dân xã X. D. Kế toán M, ông K và người dân xã X. Theo pháp lệnh dân chủ ở cơ sở, với cơ chế dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, thì ở đây việc kế toán M từ chối việc công khai việc thu chi là không hợp lệ. Chủ tịch xã ngăn cản người dân được có ý kiến là vi phạm pháp luật. Cho nên, ở đây ông ca yêu cầu được công khai các nguồn về tài chính và người dân xã là những người thực hiện đúng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Đáp án B. Câu 4. Trong hội nghị tổng kết cuối năm, một số người dân xã S đã yêu cầu kế toán xã giải trình về khoản thu chi quỹ đền ơn đáp nghĩa. Người dân xã S đã thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo cơ chế nào dưới đây? A. Dân giám sát và kiểm tra B. Dân bàn và quyết định C. Dân thảo luận và góp ý kiến D. Dân hiểu và đồng tình Ở đây, việc giải trình về các khoản thu chi quỹ đền ơn đáp nghĩa nó nằm trong quy chế dân được quyền giám sát và kiểm tra. Cho nên đáp án trong câu hỏi này phải là đáp án A. Câu 5. Tại cuộc họp bàn về việc xây dựng đường liên thôn của xã, chị M không tán thành ý kiến của chị K đề cử chị S làm tổ trưởng tổ giám sát. Tuy nhiên, chị S vẫn được bầu làm tổ trưởng và sau đó giới thiệu người thân của mình vào tổ nên bị bà Quy quyết liệt phản đối khi đó ông N chủ tọa cuộc họp yêu cầu bà Quy dừng phát biểu khiến bà bực tức rủ chị M bỏ họp ra về những ai dưới đây đã thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội a ông N chị M và chị S b chị K chị S chị M và bà Quy câu C chị K, bà Quy, ông N và chị M. D, chị K, chị M và ông N. Trong câu hỏi này, các em có thể thấy chị K đề cử chị S, đó là việc làm hợp pháp. Chị M không tán thành ý kiến này, đó là quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân hợp pháp. Chị S giới thiệu người vào tổ chức đó là một hành vi được phép bà quy bày tỏ quan điểm của mình đó là hành vi hợp pháp quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân ông n vi phạm nguyên tắc dân bản cho nên ở đây đáp án cho câu hỏi là chị k chị s chị m và bà quy chúng ta sang câu thứ sáu trong cuộc họp với đại diện các hộ gia đình anh đê lên tiếng phản đối mức kinh phí đóng góp xây dựng nhà văn hóa do ông a chủ tịch xã đề xuất nhưng chị ca là thư ký cuộc họp không ghi ý kiến của anh đê vào biên bản khi bà m phát hiện và phê phán việc này ông a đã ngắt lời đuổi bà m ra khỏi cuộc họp sau đó chị g là con gái của bà m đã viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội. Những ai dưới đây vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân? A. Ông A và chị G. B. Ông A, chị K, chị G và bà M. C. Ông A và chị K. D. Ông A, chị K và chị G. Trong câu hỏi này, các em thấy, chị K không ghi ý kiến là không tôn trọng quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Ông A ngắt lời và đuổi bà M ra khỏi cuộc họp, đây là hành vi không được phép. Còn chị G viết bài nói xấu ông A trên mạng xã hội, đó là vi phạm pháp luật về quyền được pháp luật bảo hộ về nhân phẩm và danh dự. Cho nên, đáp án của câu hỏi này phải là đáp án C ông A và chị K. Chúng ta sang câu hỏi thứ bảy. Ông B, chủ tịch xã, chỉ đạo chị M là văn thư không gửi giấy mời cho anh H là trưởng thôn tham dự cuộc họp triển khai kế hoạch xây dựng đường liên xã đi qua thôn của anh H. Biết chuyện nên anh K đã thẳng thắn phê bình ông B trong cuộc họp và bị anh T chủ tọa ngắt lời không cho trình bày hết ý kiến của mình bực tức, anh ca đã bỏ họp ra về. Những ai dưới đây không vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. A. chị M, anh H và anh K. B. chị M, anh K và ông B. C. chị M, anh H và ông B. D. anh H, anh K và anh T. Trong câu hỏi tình huống này, các em nhận thấy anh Hát là người không có hành vi. Anh Ca là người thẳng thắn phê bình việc làm đường đi qua thôn của anh Hát nhưng anh Hát không được mời họp. Đây là anh Ca đã thể hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Anh T ở đây chỉ ngắt lời không cho trình bày ý kiến, à không có hành vi là không cho nói hoặc là đuổi ra khỏi cuộc họp. Cho nên ở đây Đáp án cô đưa ra đó là anh H, anh K và anh T là những người không vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội. Nếu trong trường hợp này, anh T là người đuổi anh K không cho ý kiến và đuổi khỏi cuộc họp thì khi đó anh K không vi phạm quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội của công dân. Nhưng ở đây, anh chỉ ngắt lời và không cho trình bày hết ý kiến thì anh cũng tham gia vào quyền quản lý nhà nước và xã hội à cô hy vọng à, với những câu hỏi và bài tập mà chúng ta vừa làm thì các em đã nắm được bài học của tiết hôm nay à, cảm ơn các em đã lắng nghe và chúc các em học tốt